Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Honorim hồi sưng với một diện mạo chất không ngờ. Cái chiếc rim dọn kiển hôm nay đã làm cho mình cảm thấy tương tự hơi nặng nề, bởi vì đó được anh chủ hướng theo một phong cách là trẻ trung hiện đại hơn. Được phủ cho mình một cái cha màu áo là xám xi măng của bảy, giờ đây nó càng trở nên bí ẩn hơn và lâu cuốn hơn bao giờ hết. Cái ngược với tổng thể chủ đạo của bảy, cái dàn chân con xe được ưu tiên để dùng những món đồ chơi tối màu nhằm khiến cho diện mạo chiếc xe trở nên cứng cáp hơn nhiều. Và chi tiết đầu tiên chúng tôi thấy chính là cái miệng của SLA sang cho màu đen. Mẫu điện này được anh em rất ưa chuộng hôm nay bởi chất lượng và độ thẩm mỹ của nó. Cái cặp cánh bẩn quấn quýu đã được loại bỏ, khoe hết cái một vào cây cây trợ lực của S góc cạnh sắc sảo hơn. Cái cây trợ lực này cộng với chi tiết sườn xe lộ rõ bên ngoài làm cho con xe tóc lên được cái sự thể thao thẩm mẫu hơn. Rất nhiều chi tiết là quyến rũ. Đầu on cũng được phủ kính bởi những cái chi tiết nắp nhôm xì xì, vừa đẹp mà còn giúp cho hiệu quả tải nhiệt được cường hóa hơn với những chi tiết khe cản nhiệt được bố trí khá dày. Ốc lọc gió của chiếc xe có sự cúp mặt của rất nhiều chi tiết bóng độc S sở, vừa đẹp mà lại còn tăng thêm cái tối đa cái lượng gió đi vào chân xe. Khi được anh chủ canh chỉnh bổ sung một cái mô nguyên sườn FST thì quá trình phun sáng lửa của chiếc xe trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Nhưng nếu nói về chi tiết lâu cuốn nhất ở đây, chúng ta thấy có bộ titan uốn lượn rất nghệ thuật. Nó có là một cái bầu hơi để tránh tình trạng bị phập ga. Cái cặp cuộc sim được thay mới bằng cuộc Hoylin rất đẳng cấp, giá trị hơn 15 cũ. Tuy nhiên khi gắn vào thì phải khoét nhẹ cái phần đuôi phía sau để vừa vặn với bình dầu của phục. Đó lại thì nó mang tính hiệu năng nhúng im ái hơn cho người chủ bất kỳ những cung đường nào. Cái bộ chiếc xe thừa chọn thuộc hiệu từ AT Sadia đến từ Thái Lan, có một cái diễn ngoại sặc sỡ, trọng lượng siêu nhẹ. Nó làm cho chúng ta thấy rất ấn tượng cùng với cái phần đúc đích bộ. Nhìn đúc đích bộ, mình cứ nghĩ liên tưởng đến cái bộ của Austin Racing CB1AA được anh em chơi là BMW SKR ưu dụng. Giá trị cái chiếc xe không nằm ở những món đồ chế đỏ mà còn nằm ở biển số 99, một biển số mà ai cũng đang mơ ước. Và em ấy đang sao kẹt cùng với những chiếc Exeter Winner Raider Sonic thì rim một chiếc xe không bao giờ lỡ thời. Già trẻ lớn bé thì ai cũng mê cái dòng xe hết. Quay nâng cấp lung linh với dàn phụ tùng mắc hơn cái chiếc xét xe. Một biker Đức Việt vừa đã lộ một bản độ dựa trên cái dòng xe không vốn từng được ưa chuộng thị trường Việt Nam, đó chính là họ đầu quay. Với dàn phụ kiện hàng hiệu như Rainbow, Holiday Legend đã làm cho con quay độ hôm nay trở nên lâu cuốn hơn, vẫn đẹp cực chất. Đầu tiên chúng ta thấy được cái cụm thắng Rainbow Asset Costa Costa được người chủ thiết kế lại với cái đoạn chống gãy phần tay thắng, chất liệu titan khá nổi bật. Người chủ không dùng cho mình cái chiếc bình dầu mà còn là cái dòng ống trong suốt chứa một cái lượng ít dầu mồi để ngăn không khí đi vào trong tay thắng. Nhìn xuống cái dàn chân trước, chúng ta thấy điểm nhấn phần cái dầu Hells bóng đầu xong lì kết nối vào con hẹp Rainbow Moto 3 hai bên tay xứng đi cùng với đĩa Rakotec kích thước rất đẹp. Cái bộ niềng nhôm SL ASEAN kết hợp cùng với chân cam đỏ hòa hợp với nhau tạo ra chút điểm nhấn cho con xe này. Chủ xe rất chịu chi khi quét luôn cái phần nhĩ nhám phía sau để lắp được xe chỉnh Matrix kẹp sườn hành trình 110m đi cùng với 10 xe chỉnh nặng nhẹ để chống những thao tác là không có cái núm chỉnh CC rất là tiện lợi. Bộ phận chạy nắp sau, bộ hiệu nội tiết của Michelin. Đây là món đồ chơi đắt tiền mức giá hơn 20 củ một cặp. Tuy nhiên vẫn được anh em chơi xe chịu chi vì để làm đẹp và còn tạo ra cái sự đẳng cấp cho cái chiếc xe độ của mình. Ở đây chúng ta hãy chiêm ngưỡng cái biển số dễ nhìn, dễ nhớ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Để tiếp nhớ like, subscribe.